Mến chào tất cả các cô chú và anh chị em đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cái món đậu bắp sốt dầu hào. Nguyên liệu để làm cho cái món này cũng khá là đơn giản. Thì ở đây mình dùng là 350g đậu bắp, 50g tỏi, một vài trái ớt và một ít gừng. Bây giờ thì mình bắt đầu làm cái món này. Xin mời cô chú và anh chị em theo dõi các phần video. Trước hết thì mình dùng nước muối rửa đậu bắp. Thì mình cho vào đây khoảng một muỗng cà phê muối. Rồi thì mình chịu khó mình rửa đậu bắp, mình rửa và mình xả nước khoảng một vài lần. Mình cũng đã rửa được một vài nước rồi thì nó cũng thiệt là sạch rồi. Thì bây giờ mình cho vào một cái thau khô và mình cho vào đây là một muỗng canh dầu ăn. Rồi thì bây giờ mình dùng tay mình trộn đều cái dầu với lại đậu bắp lại, thì cái dầu này nó sẽ giúp cho cái đậu bắp giữ được cái màu xanh tươi của nó. Thì để cho cái đậu bắp không có bị mất đi những cái chất bổ trong nó thì mình ở đây là mình hấp chứ mình không có luộc. Thì mình hấp khoảng 3 phút là được. Bây giờ thì đậu bắp đã hấp được 3 phút rồi. Thì mình chuẩn bị cho ra ngoài cái tô. Như cô chú và anh chị em đã thấy thì sau khi đậu bắp đã hấp khoảng 3 phút thì cái màu nó trở nên rất là xanh đẹp. Và bây giờ thì mình cho ra ngoài cái tô như thế này xong rồi mình làm cái bước kế tiếp. Bây giờ thì mình cắt cái phần đầu và cái phần đuôi của đậu bắp bỏ. Thì cô chú và anh chị em cứ cắt theo như mình như vậy là được. Rồi thì tiếp theo mình sẽ sắp cái phần đậu bắp này vào cái dĩa. Thì mình cứ cho vào cái dĩa nó nằm đều như vậy để mình cho cái phần sốt lên cho nó dễ. Bây giờ thì mình để đậu bắp sang một bên, mình cắt tỏi với lại gừng. Tỏi thì mình cắt ra cái lát lát như thế này xong rồi mình băm nhỏ trở lại, nhưng mà vừa thôi cũng không cần phải băm nhỏ lắm. Thì mình băm vừa như thế này là được. Gừng cũng vậy thì mình cũng cắt ra lát lát nhỏ xong rồi mình băm trở lại vừa vừa cũng giống như là tỏi là được. Còn ớt thì không cần phải cắt nhỏ lắm, mình cắt khoanh tròn 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 vừa vừa là được. Thì mình sẽ làm cái nước sốt để cho lên trên đậu bắp. Rồi thì cho vào đây là một muỗng canh nước tương, một phần tư muỗng cà phê muối, nửa muỗng cà phê bột nêm, một muỗng cà phê đường, một muỗng canh dầu hào, một muỗng canh bột bắp, nửa muỗng cà phê tiêu và 200ml nước. Rồi tiếp theo sau đây thì mình quậy đều những cái hỗn hợp này lại xong rồi thì mình sẽ cho lên bếp mình nấu. Rồi thì bây giờ cho vào trong cái chảo này khoảng chừng một muỗng canh dầu ăn. Rồi thì mình cho gừng vào trước, khi gừng nó thơm lên xong rồi thì mình sẽ cho tỏi và ớt vào. Thì tại vì tỏi nó dễ bị khét cho nên mình cho gừng vào trước. Rồi thì khi gừng và tỏi nó đã thơm lên xong rồi thì mình cho cái phần nước sốt vào. Rồi thì bây giờ mình cho cái phần nước sốt vào. Thì khi mình quậy đều như thế này, khi thấy cái nước sốt nó kẹo lên xong rồi thì mình chuẩn bị mình cho cái nước sốt lên trên đậu bắp. Rồi thì bây giờ mình sẽ cho cái nước sốt lên đậu bắp. Nó rất là thơm.
Bây giờ thì mình đã có được một cái dĩa đậu bóp và sốt dầu hào ở đây, nó rất thơm ngon và hấp dẫn. Như vậy thì cái phần video chia sẻ cách thức làm đậu bóp sốt dầu hào của mình hôm nay đến đây đã xong và chúc thành công. Nếu như yêu thích cái phần video của mình hôm nay thì xin vui lòng nhấn vào nút like hoặc chia sẻ cái video để mọi người cùng làm. Và mình cũng xin chân thành cảm ơn tất cả các cô chú và anh chị em đã theo dõi cái video của mình hôm nay. Bây giờ mình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video tới.